Dù mưa hay tuyết, những em bé này vẫn ngủ ngoài rừng. Những ngày như thế này, bọn trẻ vẫn ở ngoài trời cả ngày. Chúng tôi ăn ngoài trời, ngủ ngoài trời. Khi trời lạnh hơn hay mưa, thì chúng tôi chỉ vào trong nhà khi ăn thôi. Chúng tôi muốn bọn trẻ trải nghiệm mọi kiểu thời tiết. Dù nhiệt độ có là âm 20 độ C, thì bọn trẻ vẫn luôn ở ngoài. Những em bé này không chỉ được dạy yêu thiên nhiên, mà còn được chỉ cho cách sống mà không cần các công cụ hiện đại. Chúng tôi dùng cành cây để các em biết dùng mọi thứ trong thiên nhiên, không cần bút, giấy, các em vẫn có thể làm toán. Cành cây không chỉ dùng để chơi. Bọn trẻ được hít thở không khí trong lành, ngủ lâu hơn và ngon hơn. Ở nước láng giềng của Thụy Điển là Đan Mạch, thì nhiều trường mẫu giáo dùng xe buýt chở học sinh ra rừng hàng ngày. Ở giữa thiên nhiên, giáo viên nhận thấy trẻ phát triển độc lập hơn. Tôi nhận thấy các bé trở nên tò mò hơn, hỏi nhiều câu hỏi về thiên nhiên, như cái này là gì, dùng nó làm được việc gì. Các bé trở nên thích tự làm nhiều việc, không cần nhờ người lớn. Giáo viên ở các trường mẫu giáo này đều cùng một nhận xét rằng trẻ bé ở ngoài trời cả ngày tự tin hơn và ít ốm hơn. Từ những năm 1920, một bác sĩ Iceland đã khuyến nghị để trẻ bé ngủ ngoài trời để tăng cường sức đề kháng. Cách làm này hiện vẫn phổ biến ở hầu hết các nước Bắc Âu, ngay giới y tế cũng chưa bao giờ phản đối. Một nghiên cứu công bố năm 2018 cũng cho thấy học mẫu giáo ngoài trời tăng tình đoàn kết giữa trẻ em vì chúng phải giải quyết nhiều việc cùng với nhau và có năng lực tìm giải pháp hơn. Bọn trẻ tự cố gắng làm nhiều việc hơn. Các em cảm thấy rằng mình có thể làm được, tăng sự tự tin để cố gắng chứ không nhờ người lớn giúp. Các phụ huynh cũng nhận thấy lợi ích từ việc con trẻ học mẫu giáo ngoài trời. Khi sống ở thành phố Copenhagen thì không có nhiều thiên nhiên mấy. Thực sự là một món quà lớn khi trẻ được chạy nhảy tự do nhiều km, được bò trên đất, được nhìn thấy các con vật. Công nghệ ngày nay chiếm lĩnh hầu hết mọi thứ, nên tôi cho rằng cần phải cho bọn trẻ biết cách sống chung với thiên nhiên từ nhỏ để học cách ứng xử với thiên nhiên, tôn trọng thiên nhiên và bảo vệ trái đất.